À, chào các bác, đây là củ mía giò rừng. À, bác nào có nhu cầu sử dụng em ship cho nhé. Em bán với giá là 150.000 2 kg. Bác nào mua từ 5 kg trở lên là 60.000 1 kg. Em ship có toàn quốc, các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. À, về tác dụng của củ mía giò này em sẽ giới thiệu qua một chút để các bác tham khảo nhé. À, củ mía giò thì là nó có tác dụng là thanh lọc cơ thể và giải độc. À, nên là có thể dùng được cho các bác bị mụn nhọt, lở ngứa, dị ứng. À, sắc uống nhé, sắc 100 g với nước, sau đó đun sôi khoảng 20 phút thì có thể dùng uống thay nước hàng ngày. À, hoặc là các bác bị phù phũng hoặc là bị tiểu khó, bị đau nhức xương khớp thì có thể tham khảo sử dụng cái củ mía giò này, dùng dưới dạng thuốc sắc nhé. À, củ mía giò này chúng ta được biết đến là có khả năng chống viêm rất là tốt, nên là những cái bác bị viêm thận, hoặc là các bệnh bệnh lý về gan hoặc là viêm đường tiết niệu thì có thể sắc nước uống thì sẽ thấy hiệu quả của nó nhé. À, em đi đơn hàng từ 2 kg. À, các bác lấy thì em sẽ đi rừng đào cho nhé. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng là giúp điều hòa huyết áp và có tác dụng kháng khuẩn, nên thường sẽ dùng cho những người bị bệnh cảm cúm, giúp loại bỏ virus và có thể giúp hạ sốt nhanh và giúp lợi tiểu nữa. Đây là cái củ vạn ác hay còn gọi là củ nghệ độc thân. Người dân tộc thiểu số chỗ em thì thường dùng để chữa những người bị tai nạn, ví dụ như là bị gãy xương, bị bầm dập, nói chung là trị thương nội thương ngoại thương thì lấy về xào với thịt nạc để mà ăn nhé các bác. Em bán với giá là 150.000 2 kg, và mua nhiều thì em bán với giá là 60.000 1 kg nhé. Đấy là củ hàng rừng, nên là nó sẽ là củ to củ bé, nó không được đều nhau lắm, tuy nhiên là nó rất là già và tốt. Đây là cái cỏ máu nhà em phơi, nó bắt đầu gầy yếu hoặc là mới ốm dậy, chị em phụ nữ sau sinh, người khó ngủ thì có thể tham khảo uống cái cỏ máu nhé. Cỏ máu này thì sử dụng bằng cách là sắc nước uống hoặc là các bác có thể lấy về để ngâm rượu ạ. Em bán với giá là 80.000 1 kg. Đây em phơi hôm nay nữa là nó đã sắp khô rồi nhé các bác. Cái này là trước khi phơi thì nhà em đã rửa qua nên là nhìn màu sắc nó cũng đẹp và nó rất là sạch sẽ. Còn chỗ nào mà trời, còn đây là em đã đóng sẵn nhé các bác. Đây một túi như thế này là 1 kg là 80.000. Ở đây thì em sẽ in sẵn là công dụng và cách sử dụng rồi. Đi các bác có thể tham khảo sử dụng. Của máu này thì nó còn có nhiều tác dụng nữa, em giới thiệu ngắn gọn thôi. Còn đây là nấm linh chi rừng, quả dứa dại em phơi này, em làm được mỗi ngày làm lắt nhắt được bằng nào thì em sẽ đem ra phơi. Các bác cần là nào thì mua ủng hộ em nhé. Em ghi số điện thoại ở trên màn hình ạ, để các bác tiện liên hệ đặt hàng. Quả dứa dại này thì nó dùng cho các bác bị sỏi thận, sỏi mật nhé, lấy về sắc nước uống. Còn đây là củ ngải đen. Củ ngải đen em bán với giá là 120.000 1 kg. Em sẽ bán từ 1 kg nhé. Các bác có thể lấy về để mà ngâm đường, em xin lỗi, ngâm mật ong hoặc là ngâm rượu, hoặc là các bác lấy về để phơi khô để sắc uống, tùy mục đích sử dụng của các bác nhé. Dùng cho các bác bị các vấn đề như là viêm dạ dày đại tràng, viêm khớp, hoặc là các bác bị u, bị ung thư, hỗ trợ điều trị nhé. Còn đây là củ ngải chống độc,
Em làm để cho gửi cho khách ấy, thì trước khi gửi ấy, các bác em sẽ phơi qua 1 2 ngày luôn, rửa qua rồi phơi ấy, thành ra là nó bị mất nước nhá. Cái này là em phơi dư ấy, em lấy về quay thôi, còn các bác nào gọi lấy thì em vẫn đi rừng để mà đào cái củ mới cho các bác nhá. Em quay 2 cái củ cạnh nhau như thế này để khi các bác lấy đi sử dụng chung 2 loại này với nhau, mà em gói chung một đơn hàng thì các bác dễ dàng nhận biết nhá. Củ ngải chống độc thì nó là củ nghệ trắng, thì nó thuộc họ nghệ nên là nhìn nó như là củ nghệ nha các bác. Chẳng qua là nó bẻ vào nó sẽ có màu trắng như thế này, hoặc là nó sẽ có màu mỡ gà đấy. Còn Thì em củ bán ngải là đen thì 100 bẻ ngàn một vào nó sẽ có kg. màu tím đen. 100 ngàn một kg là Độ mua 1 kg đen đậm nhá. hay nhạt thì nó Nếu mà các bác còn mua phụ từ thuộc vào hàng loại 5 kg mấy trở lên. đấy. Em giới thiệu qua như này để cho khi mà các bác nhận hàng đi, em Củ gói ngải lẫn chống hai độc loại thì với em nhau bán là với giá trường hợp bác là nào mua lần đầu chưa biết phân biệt thì Củ ngải có chống thể độc nhận thì dạng nó dễ dàng, với lại hôm nay em sẽ cân đổi lại giá một chút nhá đỡ các mất bác. thời gian của các bác Em tham là khảo phân nhiều vân kênh thì xem là mua các bác có đúng bán hàng hay giá không thấp này, hơn em một chút, hoặc là nên là còn về cách sử có dụng nhiều thì các bác bác đến đây các bác là thái ra, nếu mà ngâm mật ong á các bác thái rửa sạch cho củ em ngải nhá, chống độc thì rồi là là em bán thái là ra thái từ đấy 100.000 cả một vỏ. kg. Nếu Các mà bác mua 1 kg nhá, phơi nếu qua mà mua tầm 1 2 nắng, 5 kg trở lên thì nếu mà em sẽ không bán thì các là bác lấy về 80.000 một đổ lên kg. như là đổ xôi ấy. Xong là phơi Nếu mà lại một mua cái đậu cho yến nó hết cái thì là hơi em ẩm sẽ cũng bớt như cho các là các bác một bác có tí thể nữa lấy nhá. về ngâm mật ong Đây nữa là nhá. củ ngải chống Thì độc ở rừng cao những bằng, cái chỗ củ em này thường thì sử dụng dưới nhìn dạng nó bột sẽ thì nó không rất được là đẹp, khó không uống cho được các bác, nó cực kỳ đắng mát hương, mắt như và là nó những cái có củ người mùi ta trồng được là đặc họ chăm trưng của bón được thì cái nhìn nó thuốc sẽ của thuốc không ấy, có sần nên là sùi, bác nào không khó sử có dụng khó uống thì nó hơi khó. về mặt thẩm mỹ Còn là em là sẽ thua những cái củ trồng được nha các bác, hàng cao bằng chỗ bác em nào ấy. mà Nhưng mà thấy không uống được ấy thì là các bác có không thể có phân lấy thuốc, về không để có mà bón, pham không có chăm. để mà ngâm mật ong á. Ngâm mật ong Về thì chất lượng nó rất thì là thơm và nó ok dễ nhá. uống các bác ơi.